hình em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta nhiều á. Kệ tôi, cứ muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử hai tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia thì sao vậy á? À, em nghe em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử hai tô đó. Bên kia là ăn một ngày ba bữa, mỗi bữa hai tô thì em một ngày hai bữa, mỗi bữa ba tô cũng quê. Em ơi, mà chị tò mò lắm, chị muốn hỏi chắc ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng là bạn gái của lý tưởng của em là sao em? À, em không có một bạn gái cụ thể gì ơi. Em nhìn thấy em thích là được à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy vậy vậy. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Chưa ra trường, cầm đi. Để coi trước, chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả vậy ơi. Đây, chị coi luôn coi. Em tên là Vũ. Vũ. Mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À, dữ rồi nha. Rồi, chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ, em tên là Trang, năm em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương, hiện đang là sinh viên. Hình em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta nhiều á. Kệ tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử hai tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia thì sao vậy á? À, em nghe em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn thử hai tô đó. Bên kia là ăn một ngày ba bữa, mỗi bữa hai tô thì em một ngày hai bữa, mỗi bữa ba tô cũng quê. Em ơi, mà chị tò mò lắm, chị muốn hỏi cắt ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng là bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có một bạn gái cụ thể gì ơi. Em nhìn thấy em thích là được à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Sinh viên chưa ra trường, cầm đi. Để anh coi trước, chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả vậy vậy ơi. Đây, chị coi luôn coi. Không suy nghĩ gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó. Nhưng mà đối với bên đây là không suy nghĩ gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không to em, to đối với chị. Em nhỏ con. Nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? 89. À không, mà nếu cân trong tuần này được 92 rồi. Vậy được rồi, bên này có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn hả? Sở thích là gì nữa? Ăn. Em chỉ thích ăn hả? Sở thích ăn thôi hả? Tôi hiểu tại sao bà ế rồi. Em làm sao mà tưởng vậy mà ra được như vậy? Dạ, chắc là tại vì hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết, cho nên em ghét ốm là trời. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục với lại em ăn kiêng, ngày em ăn một trái táo. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ, em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4 kg thôi. Mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một trái táo thì thà chị chết còn hơn em mà. Ồ, em hay quá. Vậy là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy. Người con gái như vậy mới là hay đó, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi, tại sao em vẫn ế? Dạ, có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á. Rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm, mặt ngầu. Để cho đừng có chọc ghẹo em. Cho nên bây giờ thành một cái thói quen. Cho nên ai nhìn cũng sợ. Rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu. Sao mình muốn cua là người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. À, bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không? Nếu như một người con gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta
gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu vấn đề gì, đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn chắc đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á, người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em không thích gì người phụ nữ? Thì cái phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi. Không hút thuốc, không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thích người đầm tính chút xíu. Còn bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, ok. Em đàn áp cũng đầm tính à. Vậy theo bạn thì ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ em không có khuyết điểm. Dạ ưu điểm của em có khuyết điểm. Tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể nói cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái, vậy em thấy em ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ... dạ không. Tại sao? Ta ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó nhiều khi em không thích làm sao? Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa? Dạ... chưa thấy gì nhiều hết. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi. Anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bàn kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn trái táo thôi. Đó. Dạ, chào anh. Chào em. Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon á. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay không mà. Hết luôn. Trời mất kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. Bây giờ để anh nói vậy. Nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu với nhau, thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? Anh không có gì để hỏi. Nếu hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Ừ. Em biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó. Mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử cho anh biết hát được không? Thôi thì người tặng thì tặng đi, còn người nghe tới cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi. Lẹ đi. Anh hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con, bị con anh giống mẹ. Mẹ thương con, bị con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lạ nhớ gặp nhau là vui. Cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài ca bài ba thương con. Đó là chị đặt đặc quyền của em. Đó giờ mới của mình ông á. Em thích vậy. Thôi hết giờ rồi. Thôi thôi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm à. Mà các bạn để tay vào nút. Nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3 Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai cái bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng.
Sao em biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thế em linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thấy chưa? Ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em? Đó, trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu? Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. À, em tên gì? Dạ em tên Châu. Châu. Châu năm nay bao nhiêu tuổi? 31 tuổi chị. 31 rồi hả? Trời, 31 mà còn nhí nhảnh quá. À, Châu đang làm gì? Dạ em làm nhân viên kế toán. Sao tôi thấy nhiều nhân viên kế toán đi tham gia bạn muốn hẹn hò quá. Không lẽ kế toán ế rồi hả trời? Không phải anh ơi, tự giờ ai cũng nói kế toán tính kỹ, người ta sợ người ta chạy á. Hình như kế toán chi ly quá. Chi ly tiền đồng mình cắt quá nên là ế đúng không? Dạ, khổ tâm lắm anh. Chúng ta sẽ gặp chàng trai thử coi có kế toán hay không nha. Rồi xin mời. Chào anh ạ. À, chào. Mời anh ngồi. Anh làm nghề gì? Dạ, em làm bên nhân viên IT à. À, IT, tưởng đâu kế toán nữa chứ. Anh tên gì? Em tên Giang, năm 34 tuổi. Giang, à. 34 tuổi, 34 tuổi, một tuổi thật sự là cũng cao rồi đúng không? Anh có bao giờ nôn nao về cái việc lấy vợ chưa? Muốn vợ thì ai muốn anh, nhưng mà nói chung là chưa có thời điểm đâu, chắc chưa có duyên. Chưa có duyên, gặp bao nhiêu người con gái rồi? Cũng chắc cũng phải chừng 5-6 người vậy thôi. 5-6 người, có yêu người nào sâu sắc chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Lý do tại sao không yêu sâu sắc lắm? Tại không biết rồi. Kỳ vậy? Những người đó có yêu mình sâu sắc không? Cũng không biết rồi. Gì vậy trời? Mối tình dài nhất là mấy năm? Hai năm à. Hai năm? Hai năm mà cũng không hiểu luôn. Dạ chắc do người ta yêu đơn phương sao mình biết rồi. Tại sao yêu đơn phương? Người ta, anh cũng yêu người ta mà sao đơn phương được? Không có, em không yêu người ta. Không yêu sao nói là hai năm? Ủa lý do người kia có đẹp không? Đẹp. Nhưng sao tại sao không yêu? Không biết rồi. Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời. Ủa em, tại sao em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ tại em muốn tìm một nửa của mình. Ờ, trong công ty không có đối tượng nam dạ, nào? Dạ toàn con gái không à. Gái không à hả? Kế toán thường thường là phòng gái. Nhưng mà người ta nói kế toán thường khó tìm bạn trai, em thấy đúng không? Dạ, em nghĩ chắc cũng đúng. Dạ, từ trước giờ em có bạn trai chưa? Dạ có tìm hiểu à, nhưng em biết phải bạn trai không cũng được à. 3 tháng tự nhiên sao đâu lẳng mất tiêu luôn. Nhưng mà từ xưa giờ có một người đó thôi hả? Dạ. Rồi đó giờ có hôn hết gì chưa? Mới có tìm hiểu sơ sơ thôi. Trời đất ơi. Nhưng mà tại sao vậy chứ, hồi bạn đi học mà không có bạn trai gì trơn hả? Lớp 12 thì mẹ nói là học đi, đừng có yêu, lên học mà học kế toán thì chị biết rồi, toàn là nữ không có nam học đâu. Chị muốn chồng lắm chưa? Thiệt tình đi. Muốn phải không? Đó, chị thích mấy người thiệt tình vậy đó. Bây giờ thí dụ bây giờ chị chỉ cho em đối tượng đó đó. Bây giờ em thích mà người ta không cua mình, em cua người ta, em mở lời trước em dám không? Nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn. Chơi luôn nha. Có gì là thấy được là chị ủng hộ là mình tiến tới luôn nha. Rồi em thích cái mẫu người em sao nè? Dạ, phải cao trên 1m65. Biết hát cải lương. Biết hát cải lương anh? Dạ, không ạ. Mà ngoài sở thích đó ra, giờ về con người đi. Em thích bạn trai của em là người như thế nào? Dạ, biết quan tâm gia đình, công ăn việc làm ổn định, mà đừng có keo kiệt hay ki bo quá, em không thích. Bạn có quan tâm gì tới những cái gì trước kia mà bạn trai của bạn làm không? Dạ không, tại vì người ta nói khi yêu đừng quay đầu lại anh. À, tức là không quan tâm quá khứ đúng không? Dạ. Dạ không sao cả. Rồi anh trai, bạn làm IT trong công ty rất là nhiều bạn nữ đi qua đi lại, thậm chí có nhiều người sửa máy móc đi đến thế nào cũng có cô nào đẹp chứ. Không chọn cho mình một đối tượng nào à? Em thấy IT đâu có ai đẹp đâu, giá không bình thường. Rồi mấy người ta sửa máy móc này kia có đẹp, người nào đẹp không? Sửa máy móc là nam sửa đúng không? Không có nữ sửa đâu. Có bao giờ bạn nằm mơ mộng về một người phụ nữ sẽ sống như mình đến cuối cuộc đời chưa? Cái đó thì có à? Có. Người phụ nữ bạn mơ mộng như thế nào? Cũng bình thường thôi anh, nói chung đẹp nè, dễ thương nè, ngoại hình cân đối nè, nói chung là người đó phải là một người phụ nữ năng động nè, rồi nói chung là biết nấu ăn nè. Nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào? Giống chị Cát Tường cũng được rồi. Anh lỡ em không đẹp như chị Cát Tường sao anh? Cũng được, xem cũng được rồi. Không xem luôn sao anh? Không xem thì 50 cũng được. Không, em 40 thôi anh. 40 cũng được luôn. Trời ơi, cái gì mà ông hạ xuống dữ vậy? Nói chung sao cũng được hết. Ha.
Chắc vô mình lớn tuổi rồi mình ế rồi. Ế rồi hả? Bây giờ chịu đại đúng không? Bây giờ nãy giờ cô gái bên kia nói bằng cảm giác thế nào? Thấy cũng nao nao à. Nao nao đúng không? Nao nao. Bây giờ để tôi coi trước coi nao nao của bạn thế nào nha. Để xem mặt cô gái này trước. Xin chào ạ. Người ta nói tao bốn nút thôi. Bốn nút à? Tại sao nó nhắm bốn nút? Khiêm tốn. Khiêm tốn thôi. Em thấy em bốn nút thiệt mà. Không có đâu. Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ làm đẹp mà không có đẹp. Bạn nữ ở đây rất là thật tình và rất là dễ thương. Anh nghĩ sao với một người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà không đẹp? Câu này khó quá. Anh đừng có so với Cát Tường. Tại Cát Tường là người phụ nữ không làm đẹp mà lúc nào cũng đẹp. Anh nghĩ sao về cái người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp? Dù gì thì cũng có nút là được rồi vậy. Giờ cho chút đỉnh tiền người ta đi tân trang được không? Nhưng mà cái đó dễ đẹp đó, nó giả tạo lắm chưa? Nghĩa là có nhiều nút xài nhiều. Dạ đúng rồi. Thiệt đó nha, đừng có hồi thấy nút ta rồi chạy tội nghiệp ta. Dạ, em không chạy đâu chị. Chạy ra lấy chén chạy vô. Được. Có vẻ đẹp tâm hồn thôi. Rồi xin mời kéo màn lên. Hai phút nhìn nhau, hai phút trò chuyện, hai phút hiểu nhau. Xin mời, bắt đầu. Chào anh. Em thấy anh nói chuyện thế nào? Dạ. Được. Có gì hỏi anh không? Anh thấy em mấy nút? Thì em nói bốn nút là bốn nút. Trời ơi, buồn quá à. Tính anh thật thà lắm, anh có sao nói vậy. Vậy là em bốn nút thiệt đó hả? Vậy em đánh giá anh mấy nút? Em cho anh năm nút hơn em đừng nút. Thôi bỏ vụ cờ bạc qua bên đi, hỏi cái khác đi, nút hoài. Anh đi có còn không phút kìa. Anh thích người yêu anh như thế nào? Nói chung là cũng... Nói chung là dễ nhìn được rồi. Biết quan tâm, lắng nghe người khác. Nói chung cảm thông và nói chung là em có thích chó không nhỉ? Dạ có. Thì được rồi. Thích chó liên quan gì tình yêu trời? Không, tại nhà em nuôi chó nhiều. Ví dụ như sau này quậy nó tới nhiều như có ác cảm với chó nó cũng... lại mệt nữa. Em có ác cảm nó không nữa, tại sao em không nói trước? Vậy mà tôi nghe thích ăn thịt chó không? Nhìn vô mắt nhau kìa. Đi đâu ra đó. Đừng có nhìn tôi. Hai người nhìn nhau trong vòng 15 giây thôi. Tôi coi có được không nè. 2, 3. Bỏ cái tay ra làm lại nha. 2, 3. Đừng có nhìn tôi. Không phải anh ấy cứ lãng ánh mắt của em hoài à. Phải nhìn thẳng vô mắt nhau nha. Nói chưa đó. Anh ấy nhìn chỗ khác rồi cơ. Nhìn thẳng vô mắt nhau nha. 2, 3. Hai người này lạ lắm nha. Hết giờ. Nhìn hoài mà ta nói biểu ta nhìn nhau hoài. Không biết gì nói. Chúng ta đặt tay ra phía sau nút. Đặt tay vô nút ra. Nãy giờ nhìn đã chưa? Bây giờ cảm nhận và quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi lo cho cặp này quá. Anh à? Tại sao anh nhấn nút trễ? Em có nhấn thì không biết là cái nút nó bị cái vấn nhưng sự mà cố. Thấy anh nhấn nó nút chậm hơn bạn gái. Bạn gái để cái tay vô cái nút vậy nè. Cái nút vậy phải không, là để vậy nè, là người ta có lực mạnh là nhấn liền nè. Còn anh á để chọc chọc vậy nè. Rồi tôi thấy tôi đếm tới ba rồi anh suy nghĩ rồi anh mới chọc. Lý do? Tại đang phân vân chị. Anh chê nút ít đúng không? Dạ không phải. Phân vân. Có nút là có tiền. Phân vân vì điều gì? Dạ, phân vân cái vụ cải lương á. Ủa liên quan gì? Liên quan em thích thôi mà. Thì hai nếu mà thích thì anh rủ em rồi em mới đi coi cải lương không đó. Chứ bình thường sau này ví như em bắt anh hát cải lương thì anh hát được. Em thấy hát là hát mà. Sao hát hay được, không vấn đề khác chứ bộ. Em thì tại sao trong... em chọn bạn trai này? Thì giống như chị nói vậy á. Thấy được là phải nhào vô phải. Dạ không? Em chị chúc mừng cái sự can đảm của em. Rồi chúng ta chúc mừng bằng một tràng tay với cặp đôi thứ hai. Em chào. Rồi giới thiệu bên mình các bạn. Dạ đầu tiên em chào anh Hồng Linh, chị Cát Tường
và chào quý khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em Cao Văn An. Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Bữa nay miền Tây không ha. Làm gì Tiền Giang lên đi hết ông nội. Làm công việc gì? Dạ công việc của em là nhân viên bên sản xuất giày thể thao xuất khẩu của công ty Đài Loan ạ. À. Em ở huyện nào? Dạ huyện Chợ Gạo. Chợ Gạo luôn. Chợ Gạo. Rồi mới nhắc Chợ Gạo giờ có Chợ Gạo liền á. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Trinh, năm nay em 28 tuổi, em sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, cũng miền Tây nhưng mà cũng hơi xa Tiền Giang một xíu xíu xíu. Xa, xíu xíu xíu. Xíu xíu bên nhau. Ờ, chỉ có xíu thôi. Bước qua bước lại thôi. Bạn trai là 20 mấy tuổi? Dạ em năm nay 27 tuổi ạ. 27, bên đây 28. Lớn hơn tuổi có sao không em? Dạ không vậy, tuổi tác em không quan trọng vậy. Rồi không quan trọng, bạn gái có ngại gì không? À, nếu bạn nam đồng ý thì em cũng đồng ý. À dạ. Vậy hay quá. Đồng Tháp ở huyện nào em gái? Dạ em của huyện Châu Thành sát bên Tiền Giang anh ơi. À. Rồi huyện Châu Thành sát bên đúng luôn rồi. Mình... Đẹp lành. À, em có ưu điểm như thế nào? Dạ vì ưu điểm của em là tính em thì rất là hiền, vui vẻ, thì siêng năng và có tính tự lập cao. Thì em biết quan tâm đến gia đình, thì biết nấu ăn cũng như là chăm sóc trẻ con. Và cái sở trường của em là đam mê nhạc bolero. Đam mê nhạc bolero hả? Dạ. Rồi hồi hát tặng cô ấy nha. Còn khuyết điểm? Dạ nói chung là khuyết điểm của em thì em có tật là hay quên. Nhưng mà khi mà kêu em làm việc gì đó thì phải làm chưa liền. Dễ dễ khoảng 15 hoặc 20 phút sau thì em thấy quên cũng nhớ. Dạ. Cụ thể cái nghề của em là làm cái gì? Dạ, cái nghề của em là bên nhân viên phối màu bên đế của giày thể thao. Tức là phối màu. Dạ, em phối màu cho các loại cái đế giày đúng dạ, không? Dạ, phối màu cho tất cả cái đế giày ạ. Rồi, mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết hát và giống như là có tham gia thể thao. Ồ, chơi môn gì? Dạ, võ thuật. Võ thuật? Môn gì, môn nào, võ nào? Dạ taekwondo. Dữ không, có đai gì không? Dạ chuẩn bị sắp lên đai đen mà lúc đó em thi cao đẳng nên mới đai đỏ hả chị? Mới đai đỏ sắp lên đai đen. Dạ. Quá dữ luôn. Bên kia cẩn thận nha, dữ à. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Dạ ưu điểm của em là em biết hát. Rồi khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là hay quên với nóng tính. Rồi sao hai đứa nào cũng hay quên hết trơn vậy? Em gái thích nhạc bolero không? Dạ em rất thích anh ơi. Rồi nhớ miền Tây mà dễ đứa. Gì kiếm bài nào hát chung nha. Rồi tình trường thì sao nè? Dạ em có một mối tình được 2 năm xong rồi chia tay. Sao chia tay? Tại vì bạn nam thì cũng do là nhỏ tuổi hơn em, với cái thứ hai là bạn nóng tính và hay ghen. Nhỏ hơn em nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi. Rồi cái nhỏ hơn mà không có quan tâm đến em nhiều, nóng tính hay ghen cái chia tay? Dạ cũng có quan tâm nhưng mà bạn quan tâm giống như là kiểm soát em luôn á. Em phải hỏi bạn trai bên kia coi, tại vì bên kia cũng nhỏ hơn đó. Dạ. Có ghen quá không? Em hỏi đi. Anh có ghen không anh? Tính anh thì nói chung thì ghen nhưng mà ghen đúng mức em, đúng mức đúng chỗ. Dạ rồi anh có nóng tính không? Tại vì em nóng tính mà. Nóng tính thì nói chung là tính anh thì hiền, nhưng là nóng tính này gặp với hiền là hòa đồng nhau. Dạ. Hòa hợp. Chứ em nóng người đánh sặc gặt luôn à. Dạ. Kêu quýnh dữ. Có vỏ nữa. Có vỏ nữa. Không. Rồi vậy tình trường của em thì sao, mấy mối tình rồi em? Dạ thì tình trường của em thì em trải qua có 2 mối tình. Mối tình này còn đây nhất là em chia tay được gần 1 năm. Quen bao lâu mà chia tay? Dạ khoảng 5 tháng. Trời ơi sao quen nhanh quá vậy, rồi lý do sao chia tay? Dạ thì nói chung là thời gian đầu thì tụi em cũng có nhắn tin với gọi điện qua lại với nhau cũng bình thường. Rồi chung hôm đó là đi làm về em cũng nhắn tin gọi điện bạn á, thì bạn cũng không nhắn tin lại, cũng không nghe máy luôn. Thì ngày hôm sau thì em hôm qua thì em biết là bạn đó là đã có người yêu mới rồi. Gì kỳ vậy, nhanh quá. Giờ rút kinh nghiệm nha. Nhắn tin qua nhắn tin lại cái đi qua thấy có người yêu mới. Dạ anh ơi cho em hỏi, lỡ như em có công chuyện mà em không nghe máy hay không trả lời tin nhắn được thì sao anh?
không, cái đó thì ví dụ anh giờ anh nhắn tin không, em nghe không được, em trả lại không được, thì em thấy là khi nào em rảnh thì em trả lại lại. Còn đằng này là không có trả lại gì luôn em. À, rồi em qua em bắt qua tang luôn hay sao? Dạ em qua, thì em qua em thấy là bạn gái đó đang đang nói chuyện với bạn nam. Rồi em có vô không hay là em đi về? Dạ không, em thấy giờ thôi em thấy chưa chắc đó là người yêu của người ta mà sao về. Dạ, tại bạn nam nó làm chung ca với bạn nữ luôn. Chung ca? Dạ chung ca. Em có hỏi cái đồng nghiệp sao? Dạ, nhưng thì em cũng không hỏi gì mà các bạn làm chung ca là cũng quen biết em, cũng nói gì em biết. Nói thôi, em phải đúng ra nếu mà em yêu cô gái đó em phải xác minh em phải chứ. Tới em gặp em hỏi có phải hay không chứ nghe người khác gì. Nhiều khi cô gái đó giận là đúng rồi. Không, nhiều khi bữa đó công việc cái gì đó người ta gặp nhau, người ta bàn công việc. Vậy là vẫn chưa có yêu dữ lắm luôn ha. Cũng mới năm tháng người ta phải tìm người ta cái tại sao lại như thế ha. Rồi thôi bỏ qua đi, bây giờ mình nói tình hiện tại đi. Tình yêu này phải bền lâu nha, phải chăm sóc, phải quan tâm, phải kỹ càng hơn nữa. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu bạn trai của em là tìm cao hơn em, vui vẻ, hòa đồng. Cao nhiêu em, cao nhiêu? Dạ em cao 1m62. Dạ chị thấy cao dữ à. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m7 à. Được không em? Cũng được. Dạ được chị. Rồi gì nữa? Biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, không có nóng tính với ít ghen. Ít ghen? Dạ. Cô này cô bị ghen dữ lắm hay sao mà cô cứ nãy giờ cô nhắc tới cái chuyện ghen riết luôn hả? Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ không thích bạn trai gia trưởng. Hỏi thử ảnh thôi, anh có gia trưởng không? Anh ơi anh có gia trưởng không vậy anh? Không, anh không gia trưởng em. Là tính anh hiền không gia trưởng. Rồi, vậy được chưa? Dạ, được. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Ồ. Rồi, còn bạn trai bên kia, mẫu người lý tưởng của em sao nè? Dạ, nói chung thì mẫu người của em thì em không quan trọng về bề ngoài cho lắm. Miễn là cái tính cách là biết hiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình. Và đặc biệt là chung thủy, như vậy là đủ rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em không thích người con gái là hay cạo nhau vậy. Ví dụ khi mà sai vào việc gì đó thì nói ra khoảng 2 hoặc 3 lần thì đúng nghe rồi, chứ đừng mà cạo nhau càm ràm quá. Càm ràm nó nói đi. Dạ, nó lại hoài, nó đi nó lại nhiều anh. Thật đi sao giống anh thôi. Nếu mà được thì em muốn khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ có khoảng 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Dạ. Mình nhà gái mình có yêu cầu gì với nhà trai nữa không? Em chỉ mong muốn là bạn trai biết quan tâm, chia sẻ với thông cảm được công việc của em. Tại vì công việc của em là bên công tác đoàn á, thì đi hoạt động xuyên suốt à. Với phải tập hợp thanh niên cho nên là thường xuyên nói chuyện với vận động thanh niên và tổ chức. Cho nên sợ bạn đó không có hiểu và không cảm thông được công việc của em. Ghen tuông phải không? Dạ. Rồi sức mẻ tình cảm. Bây giờ nếu như mà mình tìm hiểu thì bạn ấy sẽ đến thăm em rồi tìm hiểu. Nhưng mà đến lúc mà mình kết hôn đó, thì thí dụ như phải về Tiền Giang làm dâu thì em có đi được không? Dạ nếu như mà công việc của em chuyển công tác được thì em đi về bên chồng. Nghĩa là anh có công việc được ổn định thì chồng đâu vợ đó vẫn được đúng không? Dạ. Không có ngại làm dâu đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. À chào em. Bạn gái bên này là cực kỳ sợ đàn ông ghen. Tại vì công việc của bạn là tiếp xúc với thanh niên được nhiều đó. Dạ. Thì em nhắm là bạn, ví dụ như em gặp bạn gái em mà giống như nãy em kể mà thấy người ta đi với bạn trai hay một cái người đàn thanh niên nào đó mà em lẳng lặng em đi về là thua rồi đó. Ví dụ giờ em tiếp tục em gặp cổ rồi em lâu lâu em lên cổ chơi rồi thấy cổ đang ngồi với anh nào đó đang rù rì gì đó thì em xử trí sao? Dạ nói chung là cái đó thì về công việc thì em cũng không có ghen cái vấn đề đó à. Phải hỏi mình mới biết đúng không? Mình phải vô mình hỏi hoặc là mình xong rồi mình chờ mình hỏi chứ mình lẳng lặng mình đi về vậy là đâu có đúng. Bây giờ ví dụ như sau này mà lấy nhau thì em có xin được công việc cho bạn gái lên quê mình không, lên Tiền Giang không? Nói chung là nếu mà bạn gái đồng ý gì với quê em thì em có hỗ trợ bạn ạ. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ đang sống với mẹ. Rồi lập gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ thì em trong gia đình thì em là con trai út nên là ở đang ở chung với mẹ luôn. Em có phải là người lãng mạn không? Có khi nào em nói một cái lời ngọt ngào với bạn gái của mình? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghĩa ngọt ngào lắm vậy. Em chỉ là thể hiện một cái hành động của mình. Có hành động không?
Rồi ví dụ giả tỷ giờ bữa nay sinh nhật bạn gái em hành động sao? Nói chung thì em tạo cho bạn cái món quà bất ngờ. Em cũng không nói trước là như thế nào. Không, chúng chưa thấy cái gì lãng mạn hết trơn. Lãng mạn là ví dụ ngày sinh nhật của bạn gái ha. Em mua cái bánh kem ha. Rồi em tới quán cà phê nào là ngồi trước máy riêng nhà đó. Xong cái mời bạn gái tới bịt mắt rồi đầu cái ngồi vô cái nhờ ai xịt mưa ướt hết gì đó. Vừa mưa vừa ăn bánh kem vậy, ví dụ vậy mới lãng mạn. Rồi bây giờ nếu được nè, chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm vậy. Rồi chút xíu nữa mình phải có suy nghĩ đi nha. Nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn cho mọi người ở đây xem tiếng kiếm nha. Rồi bạn trai thì cũng được, có vẻ là cũng hơi ghen ghen đó. Bữa nay thì tâm sự có lãng mạn được, em trai này thì khô à. Bữa nào muốn lãng mạn gặp anh chỉ cho. Này em nhớ hỏi anh Linh nhiều à. Nhớ hỏi anh nha. Xé trang cuối của anh Quyền Linh là được em, rồi đó. Em thì hiền lắm, đàn gái dễ thương quá. Bạn trai bên đây á cao ráo ha, hiền từ, nhẹ nhàng. Không có nóng tính đâu, nói thôi với em mà la cái là sợ rồi. Gái gì cũng giỏ dữ ta. À, tại lúc trước em cũng sợ cái môn đó lắm, nhưng mà khi mà tham gia được cái giống như là nó cái đam mê anh, cho nên em thích môn đó. Có gì quýnh ai chưa? À, dạ chưa. Học võ là tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình. Dạ. Không có đánh ai hết á. Dạ. Chuẩn bị lên đây tay đen hả? Dạ. Quá dữ. Quýnh mấy ông sàm sỡ á cưng. Em nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ nếu mà chồng hiền thì tốt chứ sao anh? Tốt. Anh này tốt đó. À, anh thấy hiền lắm luôn á, được. Nhưng mà đừng có ăn hiếp ảnh nha. Ảnh hơi khô khan chút xíu, nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Dạ. Em muốn lãng mạn thì nói, em muốn lãng mạn, em muốn gì đó em cứ nói thôi, chứ nhiều khi ta không tự giác được, ta nhát thôi chứ gì chứ. Nhưng mà thường nữ là ít có nói ra lắm anh. Giống như là mình muốn cái sự lãng mạn nhưng mà mình muốn bạn nam nó làm mà mình không có nói ra gì. Đừng có nói, muốn gì nói, nhờ đứa bạn nào em nói á, đúng không? Nhờ bạn nào nói, mày nói cho tao đi, tao thích lãng mạn, bữa tổ chức gì đó mày nói cho ông đi, đừng nói tao nói, đúng không? Dạ. Yeah. Đó cũng là một cái cách nha. Mai mốt có gì kêu ông lại hỏi Quyền Linh đi, ông nói cho nghe nha. Yeah. Anh chỉ cho chứ anh đây dễ thương hiền á. Rồi còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha. Hôm nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Chị ruột của em, rồi cho chị gặp chị ruột của bạn gái. Rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể những vị quan khách có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Kim Hoàng, chị ruột của bạn Trinh ở đây ạ. Hôm nay em đi chung với em gái của em ạ, để đến xem em trai ạ. Dạ em chào chị ạ. À, chào em. Em xem sáng thì thấy vui không? Dạ vui, em đợi từ sáng giờ rất là vui anh. Công việc của em thì cũng nhiều nhưng mà em cũng phải sắp xếp công việc để đến đây tham dự cùng em gái của em. À. Em thấy em trai này cũng được, cũng hiền. Nhưng mà tùy duyên thôi, tại vì duyên số là cũng do mình tự tạo và cũng như mình nắm bắt một phần. Cho nên nợ là từ từ sao tính. Đó lại là do hai em có biết nắm bắt với nhau hay không thôi. Còn đây là cũng một cái duyên, chương trình đã tạo hai em đến với nhau. Thì chị cũng mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc. Em có mong muốn gì em gửi tương lai của mình không? Còn nghe nói em gửi tương lai thích nhạc Pororo, thì hãy về đội của chị sẽ huấn luyện em nhiều hơn ạ. Và đám cưới của em chị sẽ làm trực tiếp làm MC ạ. Chị ơi không mấy chị làm ơi câu đi chị. Chị làm câu đi. Dạ. Thôi để em nhường lại cho em trai, để hỏi em trai tỏ tình với em gái của em ạ. Không, chị cứ làm đi. Câu đi chứ chị muốn làm nhận đệ tử huấn luyện thì mình phải thể hiện chứ. Thôi chị em chờ để em trai, tại vì hôm nay là nhân vật chính cho nên em nhường em trai tỏ tình với em gái của em ạ. Và sau này lần thứ hai em sẽ làm MC cho đám cưới của hai em ạ. Chị mong gần là thế ạ. Hay quá. Nhớ làm MC đám cưới nha. Em nói gì với chị đi em trai. Dạ nói chung này em cũng cảm ơn cái lời nhận xét của chị ạ. À. Em cũng cố gắng là
sau chương trình này nếu mà em với em và bà Bạn Trinh nếu mà có tiến đến với nhau thì em sẽ làm chăm lo cho bạn ạ. Rồi, cảm ơn. Em đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em với hai anh trai của em ạ. À, có bác nữa ha. Dạ, dạ chào cô. Dạ, chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào khán giả trong trường quay. Thì cô một nhận xét cháu gái đây cũng được, cũng dễ thương. Thì cô cũng coi hai cháu cho nó coi tìm hiểu cho, từ từ tìm hiểu nhau. Nhà chương trình đó cũng giúp đỡ giùm mà cho trai của cô thì nó hiền lắm đó. Ăn nó hiền dữ lắm. Chứ nó thì cơm nước đồ nấu ăn rồi thì giỏi lắm đó. Cũng... Nó có dẫn ai về ra mắt cô chưa? À, không có quen mà quen không có dẫn về. Tôi nói quen thì vợ chồng trăm năm thì quen thì con nhất định là quen là dẫn về. Còn không có tính trăm năm thôi không có dẫn về. Cô thấy dạ. Đây dẫn về được chưa? Thì thấy nhà hai đứa nó có hợp thì... thì dẫn về cũng được thôi, hai cháu nó cũng được, thấy nha, cháu này cũng dễ thương. Cưới liền không cô? Thì cho không biết giờ hai đứa nó tìm hiểu rồi, giờ cho tìm hiểu thời gian thì không biết nhiêu hả? Thì con tôi đó với cháu gái này coi như con ưng là mẹ gả mẹ à, thế con giúp... chịu thì tôi cũng chịu luôn à. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, bây giờ ý kiến của gia đình hai bên mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến giây phút là kéo cái hàng rào này ra để hai bạn gặp nhau. Chúng ta tâm sự rồi chúng ta quyết định. Mở hàng rào. Chào em. Chúng này, anh có món quà nhỏ là cái một chiếc sơ môi để tặng cho em. Tuy là nó nhỏ nhưng mà anh cũng dành cái tấm lòng của anh trong đây dành tặng cho em. Dạ, anh hy vọng rằng em cũng như là cái chiếc sơ môi này luôn xinh xắn và nồng nàn. Dạ. Bây giờ hai đứa coi tính coi hát bài Bolero nào thử coi hợp không? Em thích bài Lại Nhớ Người Yêu không? Dạ không, em thuộc bài Tình Ấm Chiều Quê. Rồi anh hát tặng em bài Bolero đi rồi em sẽ hát anh một câu giọng cổ. Trời. Em anh nghe tặng em với tất cả mọi người một bài hát Lại Nhớ Người Yêu. Đứng đó hát nhìn cổ hát rồi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gương bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim phàn em sáng cả đời anh. Hay quá. Vô đường khổ liền, vô luôn. Còn có đêm nay tâm tình này em xin thốn càng, để sáng mai này thuyền hoa tách bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Hỏi hát dễ thương quá. Sao chị cô cười dữ vậy chị? Dạ tại em hát dở quá. Không phải, em không có đàn thôi. Bắt lạc tông chút thôi. Không có đàn, không có đàn. Dạ. Thôi được rồi đó. Vậy là giao lưu thấy dễ thương rồi đó. Bây giờ hai đứa tâm sự với nhau đi, cho 6 tiếng hồ tâm sự đó. Dạ anh nhận xét em như thế nào em? Nói chung này lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ em cảm ơn anh. Và cũng hiền. Dạ. Mới đầu anh dòm em mà anh cũng đâu biết em là tập giỏi đâu. Em nói anh biết. Dạ. Còn em cảm thấy nhạc anh như thế nào? Dạ khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em, giống như là một người mà em đang tìm
anh rất là hiền và dễ gần gũi và hòa đồng. Thì em tên Trinh không? Dạ. Thì công việc của em là ở bên đoàn trường hay gì em? Dạ, bên xã đoàn anh. Xã đoàn. Dạ, công tác bên đoàn thanh niên. Thì nói chung là lúc trước thì anh cũng là sinh viên, cũng có tham gia công tác đoàn, cho nên là vấn đề đó anh cũng hiểu. Dạ. Anh cũng thông cảm. Em có thích hay xem phim không? Dạ có, nhưng mà thường em xem ở trên tivi không ạ. À? Anh này cũng vậy, trước giờ anh cũng tại vì chưa có dịp. Anh cũng xem phim trên tivi, mà anh cũng mơ ước là được một lần ngồi ghế đỏ để mà xem phim. Thì ngày hôm nay á, chương trình có tặng cho anh với em hai vé xem phim. Thì dạ. Ủa có tặng không? Không, mình dự tính trước anh. Vé đâu có. Nếu mà em đồng ý thì chương trình sẽ tặng cho anh với em hai vé xem phim. Không thì, có. Anh em cùng trải nghiệm. Trời ơi, chú gì mà. Không có, chương trình này không có vé xem phim. Tự lo. Mua vé đi coi, cần gì phải chờ vé tặng. Trời ơi. Cái gì còn trên bàn, còn gì nữa kìa. Để đây các em hát rồi nữa, tặng nữa. Hát nữa, tặng nữa, tỏ tình nữa hả? Dữ quá, quá dữ. Bây giờ các bạn hẹn hò sao đó. Giờ giấc sao thì cái gì đó, lãng mạn gì đó, nói hứa với con gái đi. Chưa gì cái lấy vé xem phim của tôi à. Từng đón em đi chơi được bao nhiêu lần rồi mình sẽ đi chơi tổ chức ở đâu? Hiện tại bây giờ em đang ở Đồng Tháp luôn em. Dạ đúng rồi, em làm việc ở Sáng Khánh, huyện Châu Thành. Nói chung thì cũng tương đối gần với Tiền Giang của anh. Tiền Giang của anh là gần cầu Mỹ Thuận không anh? Anh thì khúc trong Mỹ Thoa, anh cũng Mỹ Thoa. Dạ. Một tuần lễ giờ em rảnh được bao nhiêu ngày? Dạ thường thì em đi làm là được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà nhằm những cái hoạt động á thì thứ bảy chủ nhật có hoạt động thì em sẽ đi hoạt động. Thì anh một tuần thì anh làm việc từ thứ hai cho thứ bảy. Dạ. Thì nói chung là thứ bảy thì nhiều khi anh cũng có nghỉ nữa. Anh cũng làm việc giờ hành chính anh. Anh làm giờ hành chính không ạ? Dạ. Nhưng mà thì thứ hai thứ bảy thì anh qua thăm em. Thì anh sẽ gọi trước báo trước cho em, em sắp xếp. Dạ, thì... tại vì từ Tiền Giang mà qua bên Đồng Tháp em cũng gần. Dạ, gần em. Thì nếu mà anh với em quen nhau và thấy hợp về thì tiến tới hôn nhân hay là em cần khoảng thời gian nữa? Dạ, tại vì em muốn tìm hiểu, tại vì em sợ cái người mà nam mà gia trưởng như nóng tính lắm, tại vì tính em nó nóng, em cần tìm một người là nguội để giảm bớt cái tính nóng của em. Em yên tâm đi anh, tính anh hiền, không có nóng tính đâu, dùng bài với em được. Dạ. Bây giờ cụ nóng quá, cụ quýnh em thì sao? Dạ, chắc không có quýnh đâu nè. Thí dụ nóng quá quýnh sao? Thì em làm gì? Chạy. Chắc em nghe nhưng mà em chạy thôi chứ. Chạy thôi hả? Thôi thôi, có quýnh đâu, từ chắc không quýnh đâu. Lỡ tay. Hoặc là mình làm gì quá đáng nè. Đúng rồi, anh thấy bạn này hiền lắm, có gì đâu nói chứ. Bên kia làm gì có chuyện quýnh đây không? Rồi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Và nói tất cả những gì mà mình ấp ủ trong lòng từ nãy giờ, nói cho cô biết đi, người ta tiến hành bấm nút. Thì nói chung là ngày hôm nay anh với em được ngồi tại đây thì cũng một cái duyên. Anh với em cũng chờ đợi khoảng thời gian cũng khá là lâu mới có cơ hội gặp nhau. Thì anh cũng cái khoảnh khắc này anh rất trân trọng và xem nó như một cái kỷ niệm quý giá nhất của anh cũng như là với em. Yeah. Tới giờ rồi đó. Dạ. Còn chuyện này tới chừng nào mới đưa? Hết giờ rồi đó ông à, nhanh lên. Hát hò gì đó. Thì anh mạng nha. Tặng em một cái phòng học này anh. Dạ. Sẽ hát một tặng em. Lần đầu gặp em anh cứ thương em nhiều. Trách em là cô Tâm miệng dặn cô Tâm ngày xưa hay là trời ơi. Chung có quên nè. Làm lại nắm tay vô. Thôi hát hồi hay là gì ghẻ nó mệt lắm mà. Thôi bà với nghiêm đi. Nắm tay vô đi bạn, nắm ra đỡ rung ha. Rồi, nhìn thẳng vô mắt nhau, hát lại cái bài này tỏ tình lãng mạn đó. Nhớ nhiều. Cô Tấm mà nhớ cái gì đó, đừng hát lộn gì ghẻ là được rồi. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tên yêu thức dậy trong lòng. Nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm. Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không?
có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Okay, kho tàn nhạc hết bên này đổi bài kia liền. Hai này gặp hai. Nhau về chắc nó hát suốt ngày nghe. Rồi hết thời gian rồi hai bạn. Rồi bây giờ để tay nút bấm đi em. Tay vào nút bấm đây. Đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta trong cái giây phút thiêng liêng này. Cảm thấy rung động với đối phương thì bấm nút. Không rung động không bấm, để dành cái cơ hội đó cho những người khác. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyền quyết định là ở các bạn. Và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Bấm đi. Đọc này được lắm đó. Bấm đi. Không bấm. 2. Bấm giùm cho. 3. Hết thời gian. Làm lo chết luôn. Sao chậm vậy em? Dạ tại em có bấm nhưng mà hơi không có lực cho nên học võ mà sao bấm cái nút mà không có lực là sao? Đừng em đây, đây đỏ rồi đây đen không có lực. Sao vậy, bữa nay sao vậy, sao không có lực, run quá hả? Dạ. Rồi nắm tay ảnh cảm nhận sao, có truyền qua cái miếng điện nào chưa? Tay em thì ấm mà tay ảnh thì lạnh. Nhưng hiện tại em đang hay run. Run không? Rồi. Không biết là đỡ run không. Em xin phép tay chị Trinh. Chị hứa làm MC rồi mà. Lâu lâu chút còn đợi mình đã. Chậm thôi. Chậm thôi. Thấy sao? Hùng thấy được không? À được ạ. Được ha. Con gái thấy sao con gái? Dạ cảm giác có cảm giác ạ. Có cảm giác. Có cảm giác là được rồi. Đây. Nè bây giờ mới lấy vé nè. Lo vé xem phim. Lo đi cái lo vé hoài luôn. Đây là những chiếc vé của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng mà các bạn đã xem phim. Đây. Gửi tặng hai bạn phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng từ thương hiệu thời trang được cấp bộ TX, gửi tặng hai bạn. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Jack An sản xuất và phân phối, gửi tặng cho hai bạn. Rồi. Đây là một cặp gối của nệm Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một cái phiếu giảm giá 25% khi mua nệm Đồng Phú trên các chi nhánh trên toàn quốc. Ở đây là một chiếc TV, Smart TV 40 inch, trị giá là 6 triệu 990 ngàn đồng, hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn. Dạ, em xin cảm ơn chị Cát Tường, anh Quyền Linh và cảm ơn chương trình. À, em cũng như bạn là cảm ơn anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và chương trình đã tạo cơ hội cho em gặp mặt nhau đây. Hãy nắm bắt cái cơ hội này nha. À, đây mới là một cái bước đầu thôi, rất là tốt đẹp rồi. Còn cái phần sau đó là do sự nỗ lực của hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt nào, nắm tay đi. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt. Tìm hiểu. Thật lâu. Rồi đi đi hai bạn. Gò công đi.